Nay mình đi làm gì trễ quá cả nhà ơi, cũng không biết nấu gì ăn nữa. Thôi còn gì nấu đó đi. Công ty mình thì lúc có việc thì về trễ dữ lắm, còn không có việc thì về sớm cực kỳ luôn. Mà về trễ thì lục tủ lạnh thì có gì nấu ăn đó. Sẵn mấy trái mớp hồi chiều sẵn mua nè, thấy nó rẻ quá mua. Mình mua 3 trái mà có 6 ngàn á cả nhà. Thôi thì nhà còn tôm, mình ăn tôm, nấu canh mớp đi với tôm gan. Xong một bữa cơm chiều mà cả nhà cùng ăn nha. Tôm mà nấu canh mớp thì còn gì mà ngọt ngay luôn đó cả nhà ơi.